trong thiên ma cốc cỏ xanh mơn mờn hoa tươi đưa hương ngoài cốc đang lúc mùa đông lạnh giá gió lạnh rít gào hoa tuyết tung bay đất trời trắng xóa một màu một thân ảnh cao lớn một mình đi trên tuyết hoa tuyết phơi phơi cách người hắn ba thước liền như bị cản lại rơi xuống rào rào trên mặt tuyết không hề có dấu chân hắn quả là đạp tuyết vô ngân nếu người giang hồ thấy cảnh này nhất định sẽ kinh hãi người này đạt đến cảnh giới chân cương hộ thể đi ngàn dặm trên sóng không có dấu chân là dấu hiệu của đế giả vô địch nơi trần thế chính là độc cô bại thiên hắn vượt qua đỉnh núi bò theo vách đá sau cùng cũng đến một bình nguyên hàn phong lạnh cắt ra hắn chỉ mặc tà áo mỏng tựa hồ giá lạnh không ảnh hưởng tí nào lưng hắn đeo một cây kiếm to bàn còn lớn hơn cả đao có lẽ chỉ loại kiếm đó mới thích hợp với người cao lớn như hắn bóng người cô đơn trên tuyết không hề tiêu điều thân thể hắn phát ra khí tức tường hòa nếu ma giáo giáo chủ và thập đại thái thượng trường lão nhìn thấy nhất định sẽ nói ma lão thành phật nhưng cảm giác kỹ sẽ phát hiện khí tức tưởng hòa ẩn chứa đấu trí cao ngất chiến ý ngùn ngụt đó là bản tính hiếu chiến hay là tà ác ẩn chứa dưới vẻ hòa hoãn hắn đứng trên tuyết gọi to độc cô bại thiên đã trở lại thanh âm như rồng kêu trên chín tầng trời vang vọng trên không hoa tiết bị chấn động rơi rào rào đất trời trắng xóa một màu cũng run rẩy theo võ lâm còn chưa biết gã đang trên đường quay lại không ngờ ma vương này lại trở lại nhanh thế nhưng lần này e rằng hắn sẽ bị cải hiệu thành ma đế những ngày hắn vắng bóng võ lâm cũng không được yên bình ngày thứ ba hắn vượt thiên ma cốc từ độc cô ra vang lên tiếng cầm giận dữ ba ngày sau võ lâm hán đường đế quốc đồn rằng phụ thân độc cô bại thiên là độc cô ngôn chí phá vương thành đế tiến vào hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ trong thiên hạ tin tức gây ra chấn động không ai quên được trận chiến trường sinh cốc tổ thôn ba đời nhà hắn đã đổ máu giờ võ lâm thế gia suy tàn này có thêm một đế giả tất nhiên người ta phải sợ hãi độc cô ngôn chí sinh ở trường phong trấn lớn lên ở đó với người võ lâm chỉ là tiểu nhân vật không đáng gì thậm chí không được coi là người võ lâm vì bản lĩnh kiếm tiền của ông hơn hẳn tài năng võ học ông được coi là cao thủ võ học sau trận đại chiến trường sinh cốc trong trận chiến thảm liệt đó minh ông đấu với ba vương cấp cao thủ tuy mình đầy vết thương nhưng công lực cao thâm mạc chắc đó chính xác là tu vi cảnh giới vương cấp đại thừa đại chiến xảy ra ở trường sinh cốc nhưng không kết thúc ở đó mười ngày sau khi độc cô ngôn chí phá vương thành đế liền bắt đầu trinh đông phạt tây khắp võ lâm khiến cả hán đường đế quốc xôn xao độc cô ngôn trí bình thường vẫn ôn nhã tựa hồ đã nhiễm ma tính đại khai sát dưới khắp hán đường đế quốc phạm kẻ nào từng truy sát độc cô bại thiên mà lại phạm nhiều tội ác đều bị giết nếu không gây ác thì bị phế vọng công trường huyết kiếp này khiến võ lâm hán đường đế quốc bất an hình thức kết đảng như khi truy sát độc cô bại thiên không tái hiện ai nấy chỉ lo giữ mình tan tác như nắm cát mười mấy vương cấp cao thủ trong võ lâm đều chỉ quan sát các cao thủ khác cũng vậy không ai dám khinh cử vọng động với độc cô ngôn trí họ chưa quên một nhân vật đáng sợ khác trong đại chiến trường sinh cốc độc cô phi vũ lão nhân tóc bạc tiên phong đạo cốt đó khiến mọi cao thủ từng tham gia đại chiến có ấn tượng không phai một mình đại chiến thập đại vương cấp cao thủ thân thủ cái thế khiến tất cả đều lạnh mình độc cô phi vũ là đế cảnh cao thủ du hí hồng trần ẩn tàng tại trần thế nhiều năm còn chưa xuất kích sao họ dám ra tay nếu hai đế cảnh cao thủ liên thủ xuất kích có khác nào võ lâm lâm và cảnh hạo kiếp độc cô ngôn trí tàn sát bốn phương lại thêm một tin tức lan khắp võ lâm đế cảnh cao thủ ẩn tàng trong đệ nhất thế gia tư đồ gia tộc của võ lâm hán đường đế quốc hoành không xuất thế nghe nói đó là bá phụ của tư đồ minh nguyệt từ bé đã là thiên tài công lực đạt tới cảnh giới vương cấp đại thừa thì tàu hòa nhập ma năm lên giường tư đồ minh nguyệt vốn thông cảm lại kính yêu vị bá phụ này lúc nào cũng chăm sóc tỉ mỉ khiến bậc kỳ tài cảm nhận được tình thân ấm áp trong cảnh tuyệt vọng khi thân thể lạnh lẽo của nàng được đưa về bậc kỳ tài ngoài 50 tuổi năm lên giường gần 20 năm liền không khống chế nổi khóc lóc mấy ngày liền không bình tĩnh được trong lúc tuyệt vọng bi phẫn liền phát sinh kỳ tích lão nhân nhiều năm chưa xuống giường trượt lành bệnh minh nguyệt tâm kinh tu luyện mấy chục năm đột phá cảnh giới sau cùng đạt tới viên mãn kỳ tài vẫn là kỳ tài lão nhân dựa vào minh nguyệt tâm kinh sáng tạo ra huyết nguyệt ma kinh trong một xuyên đạt tới hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ đế cảnh một tháng sau lão nhân vào giang hồ vì cái chết của cháu gái vì độc cô bại thiên bất hạnh trong trận chiến cửu hận khiến ông ta mất lý trí chỉ cho rằng mọi nhân vật từng tham dự đại chiến trường sinh cốc đều đáng bị truy sát ông ta đổ sát điên cuồng máu nhuộm hán đường hai võ đế đại náo hán đường minh vương bất động của độc cô ngôn trí cùng huyết nguyệt ba kinh của tư đồ lão nhân danh trấn võ lâm chỉ hai tháng sau độc cô ngôn trí được gọi là nội đế tư đồ lão nhân được gọi là huyết đế đối diện với hai vị võ đế điên cuồng đồ sát ai nấy đều hoảng sợ kẻ thông minh đều trốn đi mất tích sau cùng hai vị võ đế tự hồ đạt thành ước định chia thành hai hướng tiến đến thánh địa vụ ẩn phong ở hán đường trận đại chiến đất trời mù mịt đá bay khắp trời cương khí sáng rực khắp vụ ẩn phong qua hoa khiến đỉnh núi thần bí xuất hiện chân diện mục đỉnh vụ ẩn phong và thinh không đều được cương khí soi sáng như ban ngày đại chiến kinh thiên động địa kéo dài một ngày đêm không ai biết kết quả nộ đế cùng huyết đế biến mất khỏi giang hồ vụ ẩn phong tựa hồ cũng thành tử khí trầm trầm hiếm khi có đệ tử hạ sơn người ta nhi nhau đoán xem kết quả thế nào có người nói lưỡng đế bị tuyệt tình cao thủ ẩn cư trên vụ ẩn phong tiểu diệt cũng có người nói toàn bộ cao thủ trên núi bị hai võ đế đánh tan tác nhưng họ cũng trọng thương rút đi nhưng nhiều người tin rằng cao thủ cấp cao của vụ ẩn phong không bị diệt dù gì đấy cũng là cổ phái ngàn năm nhất định tàng long ngoại hổ có tuyệt đình cao thủ ẩn thân đương nhiên họ không tin hai võ đế bị diệt vì lão võ đế độc cô phi vũ của độc cô gia không ra tay chúng nhân tin rằng trận chiến lưỡng bại câu thương hai võ đế đột nhiên biến mất người võ lâm đang hoảng sợ thở phào nhưng không lâu sau huyết ma hiện thế công lực huyết ma cao thâm mạc chắc khiến tất cả hoảng sợ một cao thủ không ai đoán được công lực nông sâu thế nào đã hoành không xuất thế huyết ma không giết người nhưng nơi nào đi qua đều khiến người ta sợ hãi như trăm ba mươi nhân khẩu một võ lâm thế gia ở tân minh đế quốc bị treo lên xà nhà đánh cho tóe máu nhưng không ai mất mạng một danh phái ở bái nguyệt đế quốc bị lột sạch y phục ném ra chợ khiến toàn phái mất hết danh dự thanh phong đế quốc lại thêm một sự kiện chứng minh huyết ma đang muốn theo gió bẻ măng khối loạn sang hồ vốn đang loạn động khiến cả thiên hạ võ lâm đại loạn nhưng luôn hạ thủ lưu tình không lấy mạng ai lúc đầu cô bại thiên trở lại giang hồ cũng là khi huyết ma dừng tay hắn ngồi trong góc một từ lâu lặng lẽ nghe người giang hồ kể chuyện mới nhất ôi nộ đế cùng huyết đế vừa im hơi thì lại mọc ra một huyết ma đúng là chưa qua tay lại đến nạn thật ra huyết ma là kẻ thế nào sao lại đột nhiên xuất hiện kẻ như thế trước đây đâu có nghe ai nói đến ai biết được tự nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Có người nói hắn là tỷ tỷ của bất tử chi ma, không biết là thật hay giả. Nói láo, cái gì mà chị ruột, là vợ hắn. Vớ vẩn thật, không phải, chuyện này, hai cao thủ siêu cấp hợp lại thì đúng là ác mộng. Bất tử chi ma đúng là hạnh phúc, nghe nói dung nhan huyết ma chim xa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, khuyên thành khuyên quốc, đúng là quốc sắc thiên hương. Nghĩ thôi cũng đủ hâm mộ hừ nhỏ tiếng chút đi cách đây không lâu có mấy võ lâm bằng hữu bàn đến huyết mà bị hán tìm đến kết quả miệng sưng đến nỗi đủ để cho cả con lừa chui vừa đúng nhỏ tiếng chút đi nghe nói cả tu la thiên vương triệu trình của hán đường đế quốc cũng bị hán chế ngự dễ dàng cạo sạch dầu tóc triệu thiên vương khóc một con rùa đen lên mặt còn tô cả màu e rằng cả đời triệu thiên vương không rửa được dấu vết trên mặt đúng là đáng sợ nghe nói mọi vương cấp cao thủ đều bị dọa chết khiếp. Sợ cái gì, không nghe nói gì ư, ừ, huyết ma đã lui khỏi giang hồ, chắc trở về bên cạnh bất tử chim ma. Ôi, huyết ma và bất tử chim ma đúng là xứng đôi, ối ối, một sợi tóc xuyên qua tai người vừa nói, máu theo tóc mai chảy xuống. Một nữ tử che mặt tiến vào từ lâu, khí thế phát ra khiến người ta nghẹt thở, tuôn lên. Các ngươi đang bàn luận về ta, giọng nữ tử lạnh tanh, mấy cao thủ đang bàn luận lập tức run rẩy cao thủ siêu cấp như huyết ma xuất hiện trước mắt mà ban nãy họ còn nói này nói kia về đối phương xin tha mạng huyết cô nương tha mạng cút mấy cao thủ cắm đầu bỏ chạy độc cô bại thiên không lấy làm lạ khi huyết ma xuất hiện ở đây hắn đoán trước từ quy luật hoạt động của đối phương đoán rằng sẽ từ đây trở về thiên ma cốc thấy dáng vẻ đáng thương các cao thủ hắn chợt nảy ra cảm giác không thật vốn không có thù hận gì với họ tìm họ báo thủ không có ý nghĩa gì hắn tự hỏi lẽ nào sau khi sức mạnh đạt mức quá cao liền mất hứng thú với đối thủ nhược tiểu hắc hắc nàng đến rồi hư huyết ma hừ lạnh chiếc ghế đầu cô bại thiên ngồi nổ tung vội lách sang một bên không cần nổi nóng mấy người vừa nãy gán cho chúng ta quan hệ không phải việc của ta huyết ma lạnh lùng nói không ngờ sau ngàn năm người giang hồ lại vô xỉ đến thế được rồi nhiệm vụ của ta đã hoàn thành phải về thiên ma cốc. Ngươi mới ra ngoài mấy ngày, vội trở lại làm gì, hơn nữa mới chỉ mấy ngày, ngươi làm được gì? Trước khi ta xuất hiện, cha ngươi và một vị đế cảnh cao thủ lật tung cả giang hồ lên, ta chỉ vẽ rắn thêm chân mà thôi, hiện tại giang hồ loạn đủ rồi. Đầu cô bại thiên ngẫm nghĩ. Thế này đi, ngươi đến ngũ đại thánh địa một chuyến đi, hắc hắc, hiểu ý ta chứ, rồi hãng về thiên ma cốc. Không được, huyết ma đáp. Ta đã đến ngũ đại thánh địa, nơi nào cũng cảm ứng được khí tức thánh giả, hiện tại ta không thể động thủ với nhân vật cấp võ thánh, phải về thiên ma cốc triệt để khôi phục công lực. Gì vậy, ngũ đại thánh địa đều có khí tức thánh giả, thật vậy ư, độc cô bại thiên cả kinh. Đương nhiên là thật, ngươi tưởng ngũ đại thánh địa đều chỉ là hư danh ư, cổ phái qua ngàn năm sau lại không có thành cấp cao thủ. Được rồi, ngươi về thiên ma cốc đi, độc cô bại thiên thất thần nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Huyết ma, tư thế cao thủ mạnh đến mức khiến người ta không đoán được, như hoa đàm trượt nở trên giang hồ rồi biến mất, khiến người ta nghi hoặc vô tận. Có điều không ai ngờ trong trường đại loạn động sau đó, huyết ma lại xuất hiện, nhưng không trở thành tiêu điểm khiến người ta chú ý. Trên đường về nhà, độc cô bại thiên lo lắng vô vàn, biết ngũ đại thánh địa có khí tức thánh giả, hắn thầm nóng lòng, bởi trước đó phụ thân hắn từng đại chiến ở vụ ẩn phong. Gần quê tình cảm càng dâng trào, đến gần trường phong trấn, hắn càng khẩn trương từ lúc đặt chân vào giang hồ đã nửa năm đa phần thời gian hắn đều chạy trốn gần như ngày nào cũng bênh mờ tử vong thấy bốn bề cảnh sát ngày càng trở nên quen thuộc hắn thêm kích động chuyện cũ như mây khói niềm vui ngày xưa đều từ vùng đất đáng mến này lúc hắn đi qua vạt rừng bên ngoài trấn bất giác dừng lại đó là nguồn gốc của niềm vui cũng là nơi bất hạnh của hắn bắt đầu để tránh sự quản thúc của người nhà hắn và bạn bè trong trấn từng coi nơi này là mảnh đất lành đánh đấm vật lộn nướng thức ăn ở đây vui vẻ vô cùng, không ai ước thúc hay quản lý. Từng chút việc xưa nổi lên trong lòng, bao tiếng cười vui, bao nhiêu năm tháng vô lo trôi qua trong khu rừng đó. Nhưng bất hạnh cả hắn cũng từ đây, hắn đã gặp Minh Nguyệt và sư huynh nàng, rồi rời nàng ra giang hồ, hát khúc bi ca. Nguyệt Nhi khả ái sao lại ngốc như vậy, có gì không nói được với ta, hắn giản dụa nước mắt. Nhớ đến cô bé thường theo chân mình lúc năm, sáu tuổi, lòng hắn ấm áp, lúc đó Minh Nguyệt mũm mĩm, xinh đẹp như búp bê sứ gương mặt ngây thơ đó càng khiến người ta yêu thương thoáng chốc y như nhìn thấy tiểu minh nguyệt nhảy chân sáo đến chỗ mình bên tai còn vang lên những lời nũng nịu bại thiên ca ca đợi muội bại thiên ca ca muội mệt rồi có muội đi bại thiên ca ca lớn lên muội sẽ gả cho huynh lòng hắn như dao cát nhớ đến những chuyện cùng minh nguyệt chỉ muốn phát cuồng muốn hủy thiên muốn diệt địa hắn vĩnh viễn không quên cảnh vĩnh biệt ở trường sinh cốc đại chiến các độ hào hùng trong thiên hạ, huyết sát ngàn dặm cũng không vãn hồi được sinh mệnh nữ tử tâm ái, thấy nàng héo tàn như đóa hoa nhu nhược, lòng hắn tan nát. Con đường răng rạc, gạt hết niềm vui từng có và cả nỗi buồn, tay hắn nắm chắc tình chi lệ tinh lấy được trong thiên ma cốc. Tiểu trấn không thay đổi, vẫn náo nhiệt như thế, tiếng chào hàng vang lên bất tuyệt, hắn cũng khác xưa, thanh danh của hắn ngày nay như mặt trời chính họ, không muốn gây lên sóng gió với quê hương, bèn thi triển thần hư bộ, như một đạo điện quang lướt qua đường, người đi đường chỉ cảm thấy gió vụt qua mà thôi. Vượt qua bức tường cao, hắn vào trong sân nhà, hai cỗ thần thức siêu cấp đột nhiên hướng tới, uy thế khiến tuyết đọng trên phòng rơi xuống. Hắn vui mừng ra mắt, hiện tại khẳng định được rằng cha hắn không sao, bằng không trong nhà lấy đâu ra hai đế cảnh cao thủ. Hai nhân ảnh như hai đạo điện quang vụt tới, một người tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, người còn lại mới trung niên, phong thái nho nhã, chính là gia gia độc cô vi vũ và phụ thân độc cô ngôn trí. Cha, gia gia, Độc cô bại thiên nghẹn ngào, rời nhà nửa năm, tuy gặp mặt hai người hai lần nhưng chưa kịp nói ra câu nào, hắn đã kích động. Độc cô phi vũ và độc cô ngôn trí không dám tin vào mắt mình, họ đồng thời cảm ứng thấy thần thức đế cấp tiếp cận độc cô ra, không ngờ lại là độc cô bại thiên. Ha ha, độc cô phi vũ cười vang. Không thẹn là cháu ta, hai mươi tuổi đã đạt đến đế cấp cảnh giới, ha ha, độc cô ra suy tả lại đồng thời xuất hiện ba võ đế, ha ha. Độc cô ngôn trí thấy con trai bình an trở về liền kích động mãi. Độc cô ra chúng ta không muốn lặp lại tình cảnh ngàn năm trước, luôn bồi dưỡng ở chốn nhân gian, không ngờ vẫn bị người ta đến đè đầu, cả thiên hạ truy sát con trai ta, thật khi người thái quá. Lần này tâm đế của độc cô ra cũng xuất hiện, quét sạch cả võ lâm cũng không ai ngăn được. Hắn cảm giác phụ thân đã biến đổi, trên mình xuất hiện bá khí, không còn nụ cười của người chăm chăm lo kiếm cơm, có lẽ đó là cơn giận chân chính. Độc cô phi vũ nói đây không phải nơi chuyện trò, chúng ta vào nhà. Mộ thân và nãi nãi độc cô bại thiên nghe nói hắn về, liền vui mừng đến phát khóc. Bại thiên cháu về rồi. Thiên nhi, con đã về rồi. Thân tình khó rũ bỏ nhất, dù xa vào hoàn cảnh ác liệt đến đâu, hắn vẫn nhớ đến người nhà, sau nửa năm và sinh ra từ mới trở về, bắt hắn đẫm lệ. Thân tình vấn vít, cả nhà đoàn tụ, già trừ đều cười vui, nghe hắn kể lại những gì trải qua trong nửa năm này. Đương nhiên có những việc phải đợi mẫu thân và nãi nãi đi rồi hắn mới cho độc cô phi vũ cùng độc cô ngôn trí biết, bởi quá kinh thế hại tục. Kỳ ngộ ở cung điện dưới lòng đất thông châu thành đại chiến tiên linh ở vụ ẩn phong, nguồn gốc kinh thiên, chiến thiên, hiếu thiên tam đại thần quyết, thánh cấp đại chiến ở trường sinh cốc cùng chuyến đi thiên ma cốc. Hắn không giấu giếm gì, kể lại rõ ràng, độc cô phi vũ và độc cô ngôn trí chấn kinh mãi, rồi trầm tư, có những việc họ đã biết, có những việc họ chưa từng nghe, dù kiến đa thức quảng cũng phải im lặng. Độc Cô Phi Vũ ngậm nghĩ hồi lâu. Nhưng việc này và điều cổ quái trong thân thể cháu, ta cho rằng tất cháu cũng có ý thức mơ hồ, ôi, có những việc phải tự cháu làm." Độc Cô Ngôn Chí hỏi. "Con định thế nào?" Độc Cô Bại Thiên đáp. "Con không muốn cha và gia gia nhúng vào, con đủ khả năng xử lý." Độc Cô Ngôn Chí đáp. "Nghe những kỳ ngộ vừa rồi, cha biết con đã đi lên con đường không đoán trước được, con tự lo cho mình đi." Độc Cô Bại Thiên gật đầu mỉm cười cha và gia gia đừng lo thánh cấp cao thủ thì sao con là bất tử chi ma tự có cân nhắc Độc cô bại thiên trở về tuy khiến cả nhà cười vui nhưng chỉ là niềm vui tạm thời không ai quên được tư đồ ra ở bên kia con đường nhớ đến tư đồ minh nguyệt mất mạng tại trường sinh cốc cả nhà lại đau lòng thương cảm vô vàn độc cô bại thiên run giọng mộ minh nguyệt ở đâu con muốn đến thăm nàng độc cô phi vũ đáp minh nguyệt chưa được hạ táng thật ư, ừ, nhục, nhục thân nàng đã bị tổn hại. Minh Nguyệt, con bé này, ôi, độc cô phi vũ thở dài. Lúc ở trường sinh cốc về đã kinh động đến từ đầu kinh lôi. Bá phụ nó, cháu chắc cũng nghe người Giang Hồ xưng Tụng danh hiệu huyết đế, ông ta cũng là người đáng thương, vốn là kỳ tài. Lúc luyện công tẩu hòa nhập ma, Minh Nguyệt từ bé đã chăm lo cho ông ta, ông ta xem nó như con đẻ, coi nó quan trọng hơn mạng hơn. Nghe tin nó bất hạnh, từ đầu kinh lôi còn đau lòng hơn cha mẹ nó ôm thi thể nó khóc mãi, không chịu buông ra, ai khuyên cũng không được. Ông ta ôm nó suốt ba ngày rồi đột nhiên biến mất, tư đồ gian chấn kinh, tưởng ngoại địch xông vào cướp thi thể minh nguyệt và tư đồ kinh lôi liệt rừng nhiều năm, phát vô số con cháu đi tìm nhưng không có kết quả. Sau ba ngày, tư đồ kinh lôi đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện tại tư đồ thế gia, trừ buồn bã ra thì đã khỏi bệnh, về nhà rồi, ông ta mặc kệ người nhà hỏi han, trực tiến vào mật thất bế quan sau một tháng liền sáng tạo ra huyết nguyệt ma kinh, võ công đà tế cảnh, phá quan xuất hiện, khiến cả tư đồ thế gia kinh ngạc. Tư đồ kinh lôi bỏ qua cả gia tộc, bèn rời nhà ngay, đại náo võ lâm, huyết sát, tứ phương, cùng phụ thân cháu một tây một đông tiếp ứng nhau, sau đó phụ thân cháu được người ta gọi là nộ đế, tư đồ kinh lôi được gọi là huyết đế, cả hai đại chiến vụ ẩn phong, phụ thân cháu mang thương thế trở về, còn tư đồ kinh lôi không hiểu đến đâu. Thương thế của phụ thân có nghiêm trọng không? tư đồ bá phụ đi đâu không ai phát hiện ư ừ, nhục thân nguyệt nhi ở đâu tư đồ bá phụ giấu nàng ở chỗ nào độc cô bại thiên nóng lòng hỏi liền mấy câu độc cô ngôn chí nói không sao hết ta không sao còn về tư đồ kinh lôi vào nguyệt nhi không ai biết họ ở đâu phụ thân có phải cháu định hỏi vì sao phụ thân đột nhiên đại khai sát giới với võ lâm khác hẳn với tính cách thường thấy hả độc cô phi vũ hỏi vâng phụ thân cháu từ trường sinh cốc về, cấp nộ công tâm, suýt tổ hòa nhập ma, rồi được ông áp chế tâm ma, công lực có dấu hiệu đột phá cảnh giới vương cấp đại thừa, tâm ma lại quấy nhiễu nó. Trong lúc hết cách, ông đành trợ giúp một tay, lại áp chế tâm ma, nó tiến lên đế cấp cảnh giới, có điều tâm ma càng nặng, ông sai nó vào giang hồ đại khai sát giới để dẹp bất ma hòa trong lòng. À, còn kết quả đại chiến vụ ẩn phong thế nào? Vụ ẩn phong xuất động hai đế cảnh cao thủ, kết quả lưỡng bại câu thương một hóa ra là vậy đến giờ độc cô bại thiên mới biết nguyên nhân phụ thân hắn trở thành nộ đế tỏ ra lo lắng phụ thân hiện tại đã ổn rồi chứ không sao rồi vậy con yên tâm rồi mấy hôm nữa con sẽ lại vào giang hồ con nghĩ dù đã gây ra nhiều chuyện như vậy chắc không ai dám đến độc cô già kiếm chuyện độc cô ngôn trí nói con yên tâm không ai dám đâu độc cô phi vũ nói Tiểu tử ra giang hồ đừng coi thường tất cả, nên nhớ giang hồ không chỉ có mình cháu là đế cảnh cao thủ, giữa các đế cảnh cao thủ có ước định không được tùy ý can dự vào việc trong võ lâm. Lần trước phụ thân cháu và tư đồ kinh lôi gây loạn, e rằng nhiều lão bất tử không chịu nổi nữa, nên cẩn thận. Vâng, con biết rồi. Ly biệt luôn thường cảm, lần ly biệt này có lẽ phải vài năm sau mới tương kiến, có thể. Mỗ thân và nãi nãi đều cô bại thiên quyến luyến mãi, đến lúc hắn đi vẫn không nói thành lời, không ngừng nức nở. Độc cô bại thiên lại nghiến răng nhìn người nhà rồi quay đi, đến đường liền thi triển thần hư bộ, đất đi như bay, hắn không đến tư đồ ra thăm phụ mẫu Minh Nguyệt, cũng không gặp ba huynh đệ tư đồ, bởi hắn hổ thẹn với họ đã không không giữ được tính bạn Minh Nguyệt, không còn mặt mũi gặp họ, còn bạn bè thuở nhỏ ở trường phong trấn, tuy hắn muốn gặp nhưng nghĩ đến nhục thân Minh Nguyệt còn chưa biết ở đâu, hắn lại nóng lòng tựa lửa đốt, hận không thể mọc cánh bay khỏi trấn đi tìm. Đại thuyết mịt mù, một thân ảnh cao lớn cất bước trên đường. A à, độc cô bại thiên ngửa mặt hú vang rồi rào bước đến hán đường đế quốc đệ nhất danh lâu quan tinh lâu hắn rào bước lên lầu không khí đầy yên tĩnh tụ tập rất nhiều người võ lâm đa phần nhận ra hắn dù không gặp mặt cũng đã thấy ảnh hắn thấy bất tử ma vương ngày trước tái hiện giang hồ lòng họ kinh hãi cực điểm hắn lạnh lùng nhìn quần hùng tốt cây kiếm dài nửa thức ra lập tức vô số người hô lên kinh hãi đoạn bạc trường kiếm theo trên lầu liền rực đao quang kiếm ảnh tuyệt đại đa số các cánh tay cầm đao kiếm đều run run thậm chí có người sợ quá rơi cả trường đao. Ha ha, hắn cười vang. Tiểu nhị mang rượu thịt lên đây. Hỏa kế bưng giờ thịt bốc hơi nghi ngút lên, run rẩy bước qua rừng đao kiếm. Độc cô bại thiên nghênh ngang tựa vào ghế, cắm kiếm xuống sàn, lập tức mấy cao thủ bị dọa đến mức rơi cả trường kiếm. Độc cô bại thiên nhìn mấy nhân vật kỵ đang cố đứng vững với vẻ cười cợt. Muốn chạy cứ chạy, hả tất ra vẻ. Tất thảy đều biến xác, họ đều trọng danh dự, nên cùng nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến tính mạng, lửa giận trong lòng lại tắt ngóm. Tuy ai cũng muốn rời khỏi trốn thị phi này, nhưng lại sợ người khác cười nhạo nên đều cố đứng lại. Độc cô bại thiên uống một ngụm lớn, ném cái bát đánh choang xuống bàn, vỗ mạnh. Lão tử nói các người không nghe ư, ta muốn các người cút, mau cút cho ta, có nghe thấy không? Chúng nhân nhợt nhạt, có người không nhịn được, mắng lại. Bất tử chi ma tội ác đa đoan, tay dính đầy máu tanh, bọn ta không làm phiền lẽ ra người nên thắp hương bái Phật, ngươi lại xuất hiện giang hồ, không sợ chính nghĩa trí chí sĩ về giáp ư. Ta khinh, trí sĩ hả, vì loại xúi trùng các ngươi mà hay từ trí sĩ mất ý nghĩa, lần này độc cô bại thiên ta xuất hiện để quét sạch các ngươi, độc cô bại thiên đang cố ý, hắn muốn kích nộ mọi người có mặt, quả nhiên có vài người không đứng yên được, mắng lớn. Bất tử chi ma ngươi đừng đắc ý, đừng cho rằng phụ thân ngươi thành đế mà muốn làm gì thì làm, không lâu nữa sẽ có đế cảnh cao thủ chính đạo xuất thế, lúc đó ngươi đừng mơ thoát khiếp nạn. Hắc hắc, buồn cười thật, ta từng dựa vào người khác ư, ừ, trước đây ta chỉ nhớ có một bọn vô sỉ liên hợp phục kích ta, nhưng không làm gì được, hắc hắc, vô sỉ, cho các người cơ hội nữa, còn không cút thì ta đếm đấn 10, một kẻ nào còn ở lại, ta sẽ lấy tai. Độc cô bại thiên, người quá khoa trương. Ha ha, trước đây các người liên hợp với bắt ta, sao không lắm lời, nhất định lấy mạng ta, hôm nay lão tử khoa trương thì sao, hắn nhìn mọi người với vẻ trào lộng, thần thái khoa trương vô cùng không hề coi ai ra gì. ngươi, chúng nhân tắt tiếng trước thái độ cuồng vọng của hắn. một, hai, ba, tám, hắn đếm đến tám, có người không chịu được, cắm đầu chạy xuống ngầu. mười, hắn đứng dậy, tốt kiếm phát ra quang mang chói lòa. a, 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 trên lầu vang lên mấy chục tiếng kêu thảm, máu phun tứ tung, dưới lên xuất hiện mấy chục đôi tai đầu cô bại thiên lướt ra ngoài song cửa như điện mang người có lơ lửng lại chém ra một kiếm âm uhm. trước quan tinh lâu xuất hiện một rãnh sâu cả thước dài chừng năm sáu thước các cao thủ vừa bỏ chạy cùng ngx gục ta nói rồi chỉ cần một tên không chịu chạy tất cả đều phải để tay lại chàm một đạo kiếm cương phân thành mấy chục đạo nhỏ chuẩn xác cắt gọn mấy chục đôi tai máu tươi gặp khí lạnh liền ngưng thành huyết tinh rơi xuống mặt đất đỏ lòng tiếng kêu thảm không ngớt vang lên Độc cô bại thiên quát to. Câm mồm, cút hết hát xeo ta. Chúng nhân lập cập chạy xuống lầu, có mấy người cố vớt vát mặt mũi. Độc cô bại thiên, bất tử ma vương, đừng hòng khao trương, sớm muộn cũng có ngày người sẽ thân bại danh liệt, chết không đất chôn. Ta ghét nhất bị ai uy hiếp, độc cô bại thiên vỗ mạnh một trường, mấy người đó không kịp phản ứng đã bị cương khí đánh nát, vương máu giải khắp nền tuyết. Số còn lại dùng mình, không dám thở mạnh, cắm đầu bỏ chạy. Độc cô bại thiên lớn tiếng. Ta không có ý giết mấy tên tôm tép các ngươi, nguyện các người truyền lời. Mười ngày nữa, đầu cô bại thiên ta ở trường sinh cốc cùng hầu các lộ anh hùng thiên hạ đại giá quang lâm. Thấy toán cao thủ võ lâm dần biến mất, hắn lầm bầm. Minh Nguyệt, để thu thập nhiều sinh mệnh chi năng cho nàng, ta sẽ đại khai sát giới, ta sẽ khiến trường sinh cốc thay chất như núi, võ lâm sóng máu ngập trời. Bất tử ma vương tái hiện giang hồ, như tảng đá ném xuống nước giấy lên ngàn tầng sóng, võ lâm vốn loạn càng thêm loạn nộ đế, huyết đế không còn giết chóc nữa, tung tích huyết mà không còn, nhưng kẻ gây loạn sang hồ lại xuất hiện, ý nghĩa là gì? Hắn khiêu chiến với cả võ lâm, hơn trăm cao thủ mất tai truyền tin đi khắp nơi rằng độc cô bại thiên muốn đại chiến các lộ anh hùng thiên hạ tại trường sinh cốc, hắn dựa vào đâu để một mình đấu với cả thiên hạ, bằng công lực vương cấp đại thừa. Có người đoán rằng hắn mấp mé tiến vào đế cảnh, dù chiến bại cũng vẫn dễ dàng thoát đi, nhưng đại đa số tin rằng hắn không thể đột phá trong ba tháng, làm gì có ai tăng được công lực nhanh thế. Giang hồ đại loạn, không ít người hận bất tử chi ma, lúc ở Vân Sơn Hán từng tàn sát gần trăm tính mạng, trên đường đào vong càng nhiễm máu tanh, nhưng đáng sợ nhất là đại chiến trường sinh cấp 3 tháng trước, chết cả gần ngàn người, giờ hắn tái hiện giang hồ, thân bằng của những người chết vì sợ tu vi kinh nhân của Hán xong vì muốn báo thù mà bôn ba khắp nơi, tập kết mọi lực lượng, khiến người võ lâm kinh ngạc là đại đa số vương cấp cao thủ như biến mất khỏi nhân gian, không thấy bóng ai. Người ta đồn rằng đại đa số vương cấp cao thủ đều ngộ hại, bị bất tử chi ma tàn nhẫn ám sát tên ma vương đó lãnh khốc vô tình thậm chí không tha cho người nhà của họ nhưng một cao thủ vô tình nhìn thấy một vương cấp cao thủ đã bị hại trong núi lời đồn liền tan ngay người võ lâm bàn luận rằng lẽ nào cả vương cấp cao thủ cũng sợ hãi trốn hết vào núi sâu cả võ lâm kinh hoàng mạnh như cao thủ vương cấp đại thừa còn trốn tránh người tầm thường phải làm sao không lâu sau tin tức khiến võ lâm phấn chấn chuyển khắp giang hồ vương cấp cao thủ không bị hại cũng không sợ độc cô bại thiên họ đang đi tìm các đế cảnh cao thủ ẩn thế để chế ngự nộ đế huyết đế và huyết ma dẹp loạn cho giang hồ nhất thời tin đồn dấy lên mỗi ngày đều có tin tức chấn động giang hồ sắp loạn tất có ma hiện ai nấy đều tin như thế ma mà họ nhắc đến là độc cô bại thiên hắn chỉ cười lạnh trước tin đồn đội tuyết đi theo lối cũ đến trường sinh cốc trường sinh cốc là chốn thần bí đồn rằng từng có ma xuất hiện giờ lại có thêm một câu chuyện ái tình thê lương trong và ngoài cốc là hai thế giới khác nhau bên ngoài hoa tuyết tung bay, nhưng bên trong ấm áp như mùa xuân, cây cối xanh mướt. Trốn thế ngoại này nếu không vì lời đồn liên quan đến thượng cổ ma quân chắc đã để ních người ở, có lẽ người võ lâm không sợ ma quân nhưng kỳ quái là không ai đến đây khai sơn lập phái. Độc cô bại thiên từng ẩn ẩn ước, ước nghe ra ra nhức đến trường sinh cốc, hắn sinh ra ở đó, tay đọng giọt máu. Bại, thư thủ là chữ thiên, hồng quang vút lên tận trời, độc cô phi vũ đoán rằng hắn ít nhiều có liên quan đến vị ma quân nọ cả nhà độc cô phi vũ sống ở đó một thời gian tự thân cảm thụ lời đồn xa xưa trường sinh cốc không phải nơi sống được lâu dài ở ít ngày sẽ có ích với thân thể thần thanh khí sảng bách mạch thông sướng thậm chí nâng cao được tu vi nhưng ở lâu sinh mệnh chi năng sẽ cạn dần nên tuy cảnh sắc dị thường mà không ai dám cư trú nhìn cảnh sắc quen thuộc trong cốc hắn đau lòng nhớ đến những đức tính tốt của minh nguyệt giờ nàng đã gửi hồn thơm nơi chín suối lòng hắn lại cay đắng vô vàn hắn điều chỉnh nội tức lặng lẽ cảm thụ dao động khác thường trong cốc, không hiểu là sức mạnh gì, bèn cho là linh thức của Minh Nguyệt đang gọi. Minh Nguyệt đợi ta, nhất định sẽ để nàng tái hiện nhân gian. Được cô bại thiên lang thang trong cố tìm hiểu địa hình, hắn muốn chuẩn bị chu đáo trước khi đại chiến. Chỉ được thắng, không được bại. Vạn nhất quá nhiều vương cấp cao thủ đến thì sao? Ồ, không đâu, chỉ 10 ngày mà đang lúc tuyết lớn chỉ có vương cấp cao thủ của hán đường đế quốc và thanh phong đế quốc đến kịp, cộng lại không quá sáu người, họ mà đến, hắc hắc. Mẹ nó chứ, mấy lão bất tử đế cảnh cao thủ có thật sự nhảy khỏi quan tài không nhỉ, nếu thế. Ta có nên chuẩn bị thuốc nổ, ừ, phu đầu bất triệu phu, vì Nguyệt Nhi dù sau này có xuống địa ngục cũng không hối hận. Hắc hắc, ta đã nhập ma, xuống địa ngục có sao, có khi chúng còn sợ hơn. Hắn tính toán mọi bề, dự trù mọi khả năng tình huống, ba ngày sau đã bố trí xong xuôi còn cách 4 ngày mới đến ước hẹn chắc không còn gì sai sót để ta nghĩ xem ồ không ổn còn có một toán sát thủ mẹ nó chứ lần trước tên thành cấp cao thủ chó đó đã nói không được đối địch với ta mấy tên thấy tiền sáng mắt này không ngừng phục kích ta lần này cũng có không ít quái tử thủ hám lợi tới mẹ nó lão tử sẽ lấy gậy ông đập lưng ông lão tử ám sát lại hắc hắc lão tử có thời gian nhất định đứt trái tổng đường các ngươi hừ hắn cười lạnh chắc toán sát thủ đã tới nhất định chúng đến trước để bố trí hòng một đòn chúng ngay được lão tử đùa với người một phen hắn lướt ra ngoài trường sinh cốc khinh công quán đạt tới cảnh giới đi ngàn dặm trên sóng không dấu vết không hề in dấu lên mặt tuyết tiểu trấn gần đây nhất cũng cách mười dặm nhưng với hắn chỉ là nháy mắt hắn đạt một gian phòng ở khách sạn nằm trên giường dưỡng sức đợi khi màn đêm buông xuống hắn qua cửa sổ như u linh đi khắp tiểu trấn tìm khắp mọi khách sạn trải qua vô số lần sinh tử đại chiến hắn cực kỳ mẫn cảm với sát khí máu tanh, lập tức có thể nhận ra ai là sát thủ. Tối đó hắn không phát hiện ai có sát khí trên mình, tối hôm sau lại xuất hiện. Sau cùng, ở một khách sạn, hắn phát hiện liền ba người, không phải hắn từng trải qua sinh tử tất không cảm nhận được khí tức khát máu của họ. Hắn cười lạnh, phát hiện một người đạt đến cảnh giới thứ vương cấp, thuộc hàng kim bài sát thủ, nhưng với hắn chỉ là đối thủ không đáng gì. Hắn vô thanh vô tức vào trong phòng, cười lạnh với ba sát thủ hắc hắc nhìn vị khách không mời đột nhiên xuất hiện, cả ba kinh hãi, đợi khi nhìn rõ khuôn mặt hắn thì thần sắc đều biến đổi, không ai ngờ sát tinh tìm tới sớm như thế. Hắc hắc, ta biết ngươi, độc cô bại thiên chỉ vào sát thì ở giữa nhà. Thành viên tập đoàn sát thủ thiên hạ đệ nhị, từng ám sát ta trên đường đến thiên ma cốc, vừa vào viện tử ta liềm cảm ứng được khí thức của ngươi, hắn trêu cợt. Hắc hắc, các ngươi thiếu tiền, thế nào, định đến lấy mạng ta, bất quá ít người đến quá, mang theo hai phế vật này. Bà sát thủ giận giữ nhật nhạt mặt mày, giọng đầu cô bại thiên vô cùng lạnh lẽo. Các ngươi có ai lựa chọn, một là nói ra chủ trả tiền, ai thuê các ngươi giết ta, cho ta biết tổng đường của các ngươi ở đâu, như thế ta sẽ tham mạng. Thứ hai, không cần nói gì, các ngươi sẽ thống khổ ba ngày đêm mới chết, các ngươi chọn đi. Không chọn cả hai cách, sát thủ đạt đến cảnh giới thứ vương cấp lạnh lẽo đáp. Hừ, dám dùng giọng đó với ta, các ngươi tưởng mình là ai, võ đế võ thánh chắc ta khinh mấy tên quái tử thủ tay nhuộm máu tươi để lão tử thay trời ra mắt mù hành đạo bà sát thủ biến sắc vội tuốt trường kiếm trong nhà vang lên tiếng leng keng của kim loại va nhau độc cô bại thiên dùng tay không giao thủ mấy chiêu mỗi lần búng ra là mấy sát thủ như bị xét đánh ngón tay hán như kim cương đúc thành đại lực xuất ra khiến chúng muốn thổ huyết qua vài hiệp độc cô bại thiên nhanh như thiểm điện vỗ ra mấy trường bà thanh kiếm đúc bằng tinh cương bị chấn gãy thành mấy đoạn đinh đang rơi xuống hắn điểm nhanh mấy lượt lên mình các sát thủ đang học máu trói cả ba lại sách về trường sinh cốc bịch độc cô bại thiên ném chung xuống đất nói đi mai là kẻ trả tiền tổng đường của các ngươi ở đâu ai đáp trước sẽ được sống đầu lĩnh sát thủ lạnh giọng chết cũng không nói không cần lãng phí thời gian nữa muốn giết cứ giết hắc hắc nhanh gọn lắm để ngươi nếm mùi trước độc cô bại thiên tóm tay phải địch nhân vận mạnh các máu tươi trào ra nhuộm đỏ đất nửa thân thể sát thủ chìm trong máu a à, sát thủ hét lên điên loạn mồ hôi cùng máu hòa vào nhau nói hay không hai mắt đầu cô bại thiên đỏ ngầu hung ác vô cùng như ma quỷ báo thủ từ địa ngục trồi lên a à, không nói chết cũng không hắc hắc người tưởng thế là anh hùng các ngươi đều tàn hại tính mạng người khác ta tuyệt đối không thông cảm với loại người như các ngươi thêm chút đau đớn nữa nhé đầu cô bại thiên lại vặn cẳng chân địch nhân vẻ gãy lọi máu lại phun ra mất đi một tay rồi một chân sát thủ đau đến chết ngất toàn thân nhuộm máu hai sát thủ còn lại mặt cắt không còn hột máu ngoảnh mặt sáng một bên không đành nhìn được cô bại thiên như ma vương khát máu lạnh lùng nhìn họ bình thường các ngươi lấy mạng người ta có nghĩ tới ngày hôm nay không có biết đến ý nghĩa hai chữ bất nhân chăng hắc hắc nếu không nói chốc nữa đến lượt các ngươi hắn phong bế huyệt đạo trên cẳng chân và tay gãy của sát thủ không để máu trào ra Tốt kiếm muối một hồi, lát sau sát thủ đầm đỉa máu, chịu thêm hơn trăm vết thương nhỏ xíu, máu chỉ hơi thấm ra, hắn bóc ra một nắm muối bôi lên vết thương, sát thủ liền rú lên tựa lợn bị chọc tiết. Nói hay không, cho người cơ hội cuối. Không nói, chết, cũng không. Được, người cứng miệng lắm, cứ từ từ đợi chết, Đầu cô bại thiên đổi muối thành đường, giải lên mình sát thủ, đoạn ném vào một góc, không lâu sau, đàn kiến gần đó bu tới sát thủ bị dày vò không thành hình người rú lên rụng rời hai mắt hắn đỏ ngầu như mắt sói nhìn hai sát thủ chằm chằm hung hãn nói các ngươi thấy rồi đó hắn chính là tấm gương các ngươi nói hay không đột nhiên mùi khai từ chỗ hai sát thủ bốc ra cả hai sợ quá đến độ không khống chế được hạ thân ướt sũng độc cô bại thiên nhiều mày nín thở rít lên nói hay không nói ta nói tôi cũng nói hai sát thủ sợ đến mềm người chúng vừa qua huấn luyện lần đầu tiên tham gia hành động không ngờ chạm mặt phải ma quỷ khát máu như độc cô bại thiên chúng tôi sẽ nói hết xin đừng đầy đọa giọng cả hai run rẩy toàn thân lập cập được nói đi tổng đường của bọn tôi ở im mồm không được nói sát thủ bị đầy đọa gần chết giờ bị cả vạn con kiến bao vây toàn thân đen kịt tuy gào rú thảm thiết nhưng nghe thấy hai đồng bạn thỏa hiệp liền cố nén cơn đau thấu tim lên tiếng mắng ha ha giờ còn định ra oai câm mồm cho ta độc cô bại thiên nhặt cành cây dưới đất lên ném ra cành cây vẽ một đường cong đẹp đẽ trên không đạp vào mồm sát thủ phập máu phun trào cành cây đánh rụng hết răng y miệng nứt toác máu me đầm đìa không nỡ nhìn độc cô bại thiên như ma nhân cơ hồ không nhìn thấy thậm chí vẻ mặt không hề biến đổi sát thủ mất đi một tay, một chân, mình đầy kiến bâu, khóe miệng đầm đìa máu nhưng vẫn cứng cỏi vô cùng. Độc cô, bại thiên, ta cảm giác được, người khác trước, xem ra lời đồn trên giang hồ là thật, người đã phá vương thành đế, hắc hắc, đừng tưởng thành võ đế, là thiên hạ không ai chế ngự được, sát thủ bọn ta cũng có người lấy được mạng người, hà huống, sát thần của bọn ta sắp đến, dù ngươi bản lĩnh thông thần, cũng không so được ngón tay của đại nhân, người đợi, chết đi sát thủ nói xong liền đau đến hôn mê đi hắc hắc ta đợi chết hay các người đợi chết được cô bại thiên búng một viên đá tới đập vào huyệt đạo khiến y tỉnh lại trong trường sinh cốc lại vang lên tiếng thét thi thảm hắn vừa dữ tợn vừa đáng sợ tà ác vô cùng như có lệ quỷ nhập vào hai tên các người mau nói tiếp mặc kệ hắn can ngăn hay không không được dừng lại bằng không hắc hắc hậu quả thì các ngươi biết rồi minh minh bạch chậm đã trả lời ta câu này trước lần này sao các người chỉ cử mấy người này những kẻ khác đâu lần này vừa hay mấy người bọn tôi có mặt tại hán đường đế quốc những người khác chỉ có người của thanh phong đế quốc đến hôm đó mới tới hai sát thủ thầm than vì sao bọn ta lại đến hán đường đế quốc vào lúc này nhỉ ừ được nói tiếp đi tổng đường của bọn tôi tại tân minh đế quốc cụ thể ở đâu bọn tôi không biết bọn tôi chỉ là đệ tử bên ngoài hiện tại mới kết thúc luyện tập theo sát thủ cũ đi làm nhiệm vụ chưa có cơ hội đến tổng đường bất quá bọn tôi đoán rằng ở phụ cận đô thành tân minh đế quốc ồ oh, đồng cô bại thiên nói ai trả tiền cho các người giết ta việc này hình như rất đông nghe nói đều là gia quyến của người bị giết cụ thể là ai thì bọn tôi không rõ nhiều hả có kẻ nào chi ra thật nhiều tiền không chắc là kẻ quyết lấy bằng được tính mạng ta có, bất quá, bọn tôi không rõ lắm, dù sao đẳng cấp bọn tôi cũng quá thấp. Thấy đầu cô bại thiên tỏ vẻ hung hãn, hai sát thủ sợ đến bật khóc. Ma vương, không, ma đế, không, đầu cô đại hiệp tha mạng, chúng tôi đều nói thật, không có nửa câu gian trá. Ta biết các người nói thật, nhưng tôi từ từng nói, nếu trả lời được thì ta tha cho, nhưng các ngươi không trả lời toàn bộ, không câu nào làm ta vừa lòng, sao ta tha được nhỉ, đầu cô bại thiên cười lạnh, hai sát thủ vô cùng hoảng sợ, run giọng Xin, xin ma đế, thả chúng tôi, xin ngài. Độc cô bại thiên hỏi. Các ngươi giết người chưa? Không. Có, hai sát thủ trả lời ngược nhau. Độc cô bại thiên nhìn sát thủ chưa giết người, giết lên. Thật ra giết hay chưa? Gờ, ô ôi. Giết bao nhiêu người? 17 người người giết bao nhiêu? Hắn hỏi sát thủ còn lại. Giết, 19 người. Các người còn chưa được chính thức hành động, lẽ nào đều giết họ trong lúc luyện tập? Vi, ân. Như vậy mỗi sát thủ đều giết mười mấy người trong lúc luyện tập. Vi, ân. Các người còn mặt mũi nào sống trên đời này, dựa vào đâu mà cầu xin ta tha cho, mấy tên không bằng chơi lợn các người nên chết sớm cho rồi giọng đầu cô bại thiên lạnh lùng vô kể. Chẳng qua, ta tuyệt đối không để các ngươi chết được thống thống khoái khoái, hắn bẻ gãy từng đốt tay hai sát thủ rồi đến hai chân, trước khi xé tan. Cả hai gào lên như sói chu quỷ khóc, vàng khắp trường sinh cốc, máu đỏ lòng, xương trắng nhợn, chân tay tung tóe. Cảnh tượng thảm liệt khiến người ta muốn thổ ra. Đồ cô bại thiên không thèm đề tâm, lại giải đường lên hai sát thủ mình đầy vết thương, đem cả hai cùng sát thủ bị đầy đọa đến chết ra cốc khẩu, để đầu thò ra ngoài đó còn thân ở trong cốc như thế đầu chúng không bị kiến cắn, giữ được tỉnh táo, từng giờ từng khắc thấm thế cơn đau. Để phòng chúng tự sát, hắn đánh gãy hết răng cả ba, phương pháp của hắn quả thực độc ác nhưng hắn không có cảm giác cấn cá gì, coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu có ai ở đó sẽ nhìn ra nét dị thường của hắn, hai mắt đỏ lòm, trên mình thoáng xuất hiện ma khí tím đen, đáng sợ như hung ma. Hắn rảo bước vào trong trường sinh cốc, lòng cốc rung lên nhưng hắn không hề cảm giác được, làm khí đen tựa khói tràn tới, thấm vào thân thể hắn tỏa hồn đoạt phách đại trận giờ chỉ còn tỏa hồn vốn đoạt phách đại trận định lấy mạng ta nhưng lại đoạt mạng nguyệt nhi tỏa hồn tỏa hồn thật sự còn giữ được điểm điểm linh thức còn lại của nàng ư lòng hắn ảo não lúc đó trong trường sinh cốc càng nhiều ma khí tím đen tràn vào hắn cả lòng cốc đều ảm đạm ma khí lữu nhiễu quanh hắn vốn đang đỏ ngầu hai mắt sau cùng cạnh hắn cuồn cuộn mây đen như cái thế mà vương bay lên lướt khắp cốc hắn đã mất tri giác hành động dựa hết vào bản năng tựa hồ bị tiềm thức chi phối hắn Cực đạp hắc vân đứng ở giữa cốc mây gió cuồn cuộn thiên địa thất sắc phù vân trên trời tựa hồ nhuộm đen trong vòng mười dặm đều chìm vào bóng tối cùng phong giấy lên bóng tối giáng xuống từ khí trầm trầm phảng phất chúa tể tả ác từ địa ngục trở lại nhân gian trong hư không hắc ám vô tận chỉ có hai điểm sáng màu máu trên tầng không trường sinh cốc phát sáng huyết hồng chi quang lạnh lẽo vô ngần không hề mang nét tình cảm của nhân gian lời lẽ băng lạnh như đến từ cửu ưu địa phủ như ma âm tựa quỷ gào hắc hắc dù ngàn kiếp hiểm nguy dẫu hồn phi phách tán linh thức của ta vẫn còn đánh khắp bách thế luân hồi mặc kệ lục đạo vô thường ta vẫn vĩnh sinh thiên đạo thiên đạo thiên đã không còn đạo hà tất phải phụng thiên đạo đã chết ma sẽ sinh ma hải vô biên thần ma bại thiên dưới một tòa ma điện trong lòng đất ở bánh nguyệt đế quốc xa xôi một trung niên toàn thân rực hồng quang tỉnh lại cái gì vạn lý ánh tượng ngươi ông ta tỏ vẻ hoảng sợ Sao có thể? Ngươi, Ma Thiên, ngươi đã quay lại rồi. Ta, ta không có ý đối địch với ngươi, chỉ là thấy ngươi trước đây không đủ độc ác nên mới giúp một tay. Phía trước trung niên đang phát ra ma quang đỏ rực là đôi ma nhãn đỏ lòm, gương mặt phía sau ảm đạm vô quang, cực kỳ mơ hồ, không thể nhìn rõ. Giọng nói tàn khốc bằng lãnh vang lên trong ma điện. Nên nhớ, hiện giờ ta tên bại thiên, hai chữ bại thiên buông ra, ma điện đột nhiên nổi cuồng phong, phong tình ma quân. Phong tình ma quân, lúc xuất thủ ngươi nên cân nhắc phân lượng của mình, ngươi tưởng mình là ai, là tên đồ đệ thiên ma của ta, kẻ bất thành khí phản bội sư môn đó ư, ngươi tưởng mình là tên trộm vô sỉ, lén ăn trộm bộ ngạo thiên quyết của ta ư, kẻ mạnh hơn chúng ta còn không coi ra gì, tính gì ngươi, đừng tưởng ngươi thoát được phong ấn của tuần thiên sứ giả là đủ tung hoành nhân gian giới, kẻ mạnh hơn người không ít, cổ võ thánh nhiều tuổi hơn ngươi vẫn còn nhiều lắm. Ngươi ngàn lần, vạn lần đừng động đến ta, thiên không diệt nổi ta, tính gì ngươi có bao kẻ mạnh hơn ngươi chưa ai dám động thủ với ta khi ta hư nhược nhất ngươi còn không hiểu ư ừ, lẽ nào ngươi đã quên trước đây ta giáo huấn ngươi thế nào có những người không thể đắc tội bởi hậu quả là chết ngươi cứ chuẩn bị đợi chết đi ma nhãn đỏ máu máu lạnh lùng nhìn vong tình ma quân trên mình vong tình ma quân hồng quang đại thịnh lạnh giọng hừ người khác sợ ngươi chứ ta thì không đừng tưởng mình vô địch võ giới không sai trước đây ta không phải đối thủ của ngươi bị ngươi chưa sát không còn đường lên trời xuống đất hắc hắc lúc đó tuần thiên sứ giả xuất hiện nên ta còn sống hắc hắc ngươi biết chưa hơn vạn năm nay ta khổ luyện ba công để mong có ngày tranh hơn thua với ngươi hắc hắc hơn vạn năm nay ta từng bị tuần thiên sứ giả truy bắt từng bị cổ võ thánh đàn áp nhưng ta đều qua được đợi ngày ngươi tái hiện nhân gian dựa vào đâu người ta bảo ngươi là mạnh nhất vì sao bọn ta phải tránh tuần thiên sứ giả mà chúng lại thỏa hiệp với ngươi ta không phục phải quyết chiến với ngươi mà nhãn hồng quang đại thình sai rồi tuần thiên sứ giả không thỏa hiệp với ta mà không làm gì được dù ở đâu chỉ cần ngươi đủ mạnh mọi quy tắc đều không trói buộc được ngươi sẽ tùy tâm sử dụng nhưng ngoài cường giả còn có cường giả khác cũng như ngoài pháp tắc này còn có pháp tắc khác ngươi chưa có tư cách khiêu chiến với ta ngay cả quy tắc của tuần thiên sứ giả mà ngươi không phá được còn lâu mới là đối thủ của ta hắc hắc trường sinh cốc cần nhiều sinh mệnh chi năng ngươi tu luyện mấy vạn năm tích tụ nhiều linh lực như vậy đúng là thứ quá tốt cố mà bảo trọng thân thể không lâu nữa ta sẽ đến lấy bổ phẩm là ngươi. Phong tình ma quân giận phát điên, bị người ta coi là tử vật, không khác nào bổ phẩm, vạn năm khổ tu, sớm khiến lão hùng tâm rờ rỡ, giờ bị đả kích mạnh, lão vùng mạnh tay phát ra ngoài, hùng quang thảm liệt xuyên qua ma nhãn, toàn thân run lên. Lão bất tử, được, 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 ta đợi ngươi, lần này nếu ông trời không khiến người tịch diệt linh thức, lão tử cũng sẽ lấy mạng ngươi. Chú ý phong độ, khí độ, hắc hắc, ngươi còn chưa đủ tư cách, ma nhãn đỏ máu mờ dần ma điện trở lại yên tĩnh nhưng vong tình ma quân không bình tĩnh nổi nhảy choi choi lão bất tử người dạ hối hận trường sinh cốc ngập mây đen trong bóng tối vô tận sừng sững bóng dáng cao lớn đó sống được vui thì chết không hối hận trong cốc tàn hết ma khí mây đen trong vòng mười dặm tan dần đất trời trong trẻo trở lại độc cô bại thiên từ trên không đáp xuống như tỉnh mộng thở phào một hơi nhìn ma khí chưa kịp tan đi lòng thoáng mất mát hắn đi vào trong cốc ba sát thủ bị kiếm bù kín cán thành không còn ra hình người nhiều nơi lộ cả xương trắng ra tuy còn sống nhưng tiếng kêu gào vang lên liên tục lúc họ thấy hắn tới gần đều sợ hãi cực độ họ nhìn rõ dị tượng trong cốc cho rằng hắn là hóa thân của ma quỷ loạn thế xuất ma thiên tượng đại loạn không ngờ ngươi đúng là ma quỷ đầu lính sát thủ chật vật nói đầu cô bại thiên thấy ba người lâm vào thảm trạng trong lòng cũng ớn lạnh thầm nhủ Ta sao vậy, lại thi triển thủ đoạn thảm vô nhân đạo như vậy, chúng đáng chết, nhưng... Ba sát thủ càng kinh hãi hơn, nhận ra hung khí trên mình hắn tan hết, phát ra khú tức tưởng hòa, quái dị vô cùng, họ cho rằng đó là bản lĩnh đặc thù của ma quỷ. Ma khí tan hết, đầu cô bại thêm cảm giác thần thanh khí sàng, cương khí trong thể nội tựa hồ ngưng luyện hẳn, tu vi có dấu hiệu tinh tiến. Hắn không nhìn đến thảm trạng của ba người, đi vào trong cốc, trước khi đi, hắn vùng kiếm vạch mấy chữ lớn dưới đất, giết sạch cầu hùng trong thiên hạ. Còn cách ước hẹn 10 ngày, hắn đi quanh trường sinh cốc, cảm nhận dao động năng lượng trong đó. Bên ngoài tuyết bay mịt mù, bên trong hoa rơi phơi phới. Độc cô bại thiên lặng lẽ nhìn ngàn hoa héo tàn, lòng buồn thương vô tận, tựa hồ nhìn thấy thân thể mềm oạt từ trên không rơi xuống, rơi vào địa ngục vô tận hắc ám. Khói lạc xa xưa, ưu thương xa xưa. Hoa tàn lụi, thiên sứ gãy cánh, gương mặt thân thuộc, thân ảnh cô đơn, một mình nhìn ánh sáng trong bóng tối a à, hắn ngửa mặt hú vang cừu hận vô tận dùng máu để trả máu văng ngút trời mặt trời mọc lên đằng đông hôm đó là ngày lịch sử võ lâm thiên vũ đại lục vĩnh viễn ghi nhớ quần hùng thiên hạ nhất tề hướng đến trường sinh cốc từ đại đa số tử hán đường đế quốc đại tuyết ngăn lối người võ lâm nước khác không thể đến kịp có người đoán bất tử ma vương cố ý rời trò cô lập thế lực võ lâm hán đường đế quốc sẽ điên cuồng đổ sát trước khi võ lâm các người khác tới nơi rồi sẽ tiếp tục phá tan viện quân chẳng qua tuyệt đại đa số đều không tin một mình hắn đối kháng được cả võ lâm bằng thiên tuyết địa trắng xóa thình không tựa hồ cũng ẩn chứa nét bất tường không dưới 500 người võ lâm hán đường đế quốc kéo tới đằng sau còn người lục tục đến nữa nhìn toán người kéo đến đầu cô bại thiên mỉm cười tàn nhẫn hắn đi vào trong cốc ẩn mình vào bóng tối quần hùng rình rang đến cửa cốc cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn đập vào mắt tất cả ba thân thể máu thịt bầy nhầy nằm ở cửa trường sinh cốc đến gần mới thấy không phải máu thịt gì mà là ba khô lâu đầm đếm máu ba bộ xương mới trắng xóa đàn kiến đen nghịt đang cắn sứ ba thi thể những thứ từ trong bụng thi thể lòi ra khiến người ta buồn bôn Ốc! có người không nhịn được nôn ọe, tàn nhẫn quá thảm vô nhân đạo tên ma vương đáng chém vạn đao quyết không thể để hắn đào tàu nhất định lấy mạng hắn tiếng mắng chửi vang lên trong lúc quần hùng mắng chửi độc cô bại thiên đang thầm lạnh lùng quan sát đánh giá mỗi cao thủ có mặt, phát hiện trong số 500 người này chỉ có hai vương cấp cao thủ, còn cao thủ thứ vương cấp chỉ là 5 người, hắn cười lạnh, trận chiến này quá chênh lệch. Dây cửu tuy đông nhưng không chống nổi một con sư tử. 500 người nhao nhao tốt kiếm, lớn tiếng. Cầu tạc đầu cô bại thiên mau ra đây, bọn ta đến lấy mạng người. Ha ha, một đám tham sống sợ chết đến trường sinh cốc, không dám vào sao, hán đường cầu hùng chỉ thế mà thôi. 500 người biết hắn ở trong cốc sâu, không lo hắn đánh lén ở cốc khẩu, bàn thận trọng tiên vào. trong cốc là cả biển hoa, vạn đóa hoa đủ màu đô sắc, tươi tắn như nụ cười, nơi nào cũng ngát hương. cảnh đẹp trước mắt mà không ai hân thường, họ không quên cảnh tượng đáng sợ lần trước, bất tử ma vương xá thân thành ma đại khai sát dưới, hơn ngàn người mất mạng ở đây. ai dám chắc dưới gốc những đóa hoa tươi này không có máu thân nhân? có lẽ màu hoa tươi thắm kia được chính máu người võ lâm tưới tắm. ai nấy đều khẩn trương, đến giờ bất tử ma vương vẫn chưa hiện thân nỗi sợ lại lan tràn trong lòng họ. Rồi tiếp đó là, lo lắng, bất an. Đầu cô bại thiên, con chuột co đầu rút đuôi, có giỏi thì ra đi, đừng trốn trong bóng tối không dám ra nhìn ai nữa. Bất tử ma vương ngươi ra đây, lão tử đến đấu với ngươi ba trăm hiệp, đánh cho cha mẹ ngươi phải khóc. Ác ma ra đây, trả mạng người thân cho ta. Đồ vô sỉ mau ra chịu chết. Tiếng mắng mỏ không ngớt. Phụt một cao thủ gục xuống máu từ lưng y phun ra cành cây khô cắm lên đó xem ra khó lòng sống được ác ma ra đây a à. lại một người gục xuống viên đá nhỏ xuyên qua đầu y não tương trắng xóa phun ra đầu cô bại thiên ngươi hẹn bọn ta đến quyết chiến tự thân lại trốn tránh đánh lén là bản lĩnh gì ha ha đối phó các ngươi còn cần đạo lý ư đạo lý bị các ngươi ném sạch rồi ta cần gì nữa giọng đầu cô bại thiên lúc tả lúc hữu phiêu hốt bất định, như quỷ mị. Việc gì đây? Hắn ở đâu? Có những cao thủ hoàng sợ ré lên. Đừng sợ, đó là tuyệt học truyền âm phong hồi cửu truyền, hắn cố lộng huyền hư, cứ mặc kệ, một cao thủ cao tuổi giải thích. Phụt, máu lại phun ra, lão cao thủ vừa nói xong liền gục xuống vũng máu. Sát khí vô hình lan khắp trường sinh cốc, võ lâm quần hùng đến chu sát độc cô bại thiên cảm thấy hơi lạnh thấu xương, tựa như lưỡi kiếm tốt trần đặt lên ngực họ ai nấy đều sợ hãi. Phập 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 27, 28, 37 Quần hùng xôn xao yên tĩnh lại, không ai dám lên tiếng, bốn mình mấy cao thủ cất tiếng mắng ban nãy hoặc bị cành khô hoặc bị đá vụn đánh gục, nằm trong vũng máu, trường sinh cốc lặng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng thở hồng hộc và tiếng răng va nhau lập cập của những cao thủ hoàng sợ quá đỗi. Nỗi sợ lan rộng trong lòng người, trong quần hùng. Độc cô, bại thiên, là nam nhi thì, ra đi. Một cao thủ trung niên không chịu được, kinh hoàng ré lên. Ha ha, buồn cười thật, đây là cầu hùng hán đường đế quốc ư, mất mặt. Độc cô bại thiên ở trong bóng tối cười nhạo. Vụ ẩn phong trong võ lâm ngũ đại thánh địa có ai đến không? Không ai đáp. Hắc hắc, đáng cười, đường đường võ lâm thánh địa lại không phải ai đến tham dự chung mà, hắc hắc. Hừ, Bất tử ma vương đừng khoa trương, các trưởng lão vụ ẩn phong đang đến, chốc nữa sẽ tới, cũng là lúc ngươi chịu trói. Vậy chúng ta đợi thêm, hắn dứt lời, ngươi vừa nói gục xuống vũng máu. Thời gian qua nhanh, bên ngoài trường sinh cốc không động tĩnh gì, quần hùng trong cốc trải qua quãng thời gian dày vò, đều sợ hãi cùng ực. Ha ha, võ lâm thánh địa, hà ha ha, đầu cô bại thiên thư thả bước ra. Ha ha, thánh địa, thánh địa của các ngươi đâu, ha ha cả trường sinh cốc vang vọng tiếng cười như sấm của hắn âm ba khiến hoa cỏ trong cốc rào rào chút xuống từ trên không dụng ào ào quần hùng thống khổ bất kham được cô bại thiên không cần che giấu đế cảnh khí thức nữa đế cấp thần thức lan tỏa như dòng nước chảy hùng hồn tựa cơn sóng trào dâng sát cơ vô tận cùng sát khí lạnh lùng tràn ra mỗi cao thủ đều cảm giác bản thân lá thuyền trong biển lớn phiêu diêu phiêu diêu lúc nào cũng thể chìm mấy tên hư ngụy các ngươi chết đi mấy cao thủ võ lâm đứng đầu cảm giác đầu óc như bị kim châm rồi trào máu miệng gục xuống ai nấy hít sâu khí lạnh công lực nào đây chỉ giao chiến tinh thần thoáng chốc mà mấy chục vị võ lâm cao thủ mất mạng siêu cường đáng sợ ai nấy đều run rẩy hoảng sợ vô cùng mọi cao thủ có mặt đều tin rằng lời đồn đáng sợ độc cô bại thiên thành đế là thật lãnh huyết ma vương đứng trước mặt họ là võ đế chỉ xuất hiện trong lời đồn đại bất tử ma đế hoành không xuất thế trong võ lâm hắn là Đế cảnh cao thủ. Một cao thủ kêu lên. Ma đế, danh hiệu đáng sợ nhưng vang dội được đặt lên đầu độc cô bại thiên. Ha ha, hắn ngửa mặt cười vang, sao động tinh thần lan tràn theo tiếng cười. Nguyệt Nhi, nàng nhìn này, ta sẽ dùng máu tươi vô tận mở cửa địa ngục cho nàng. Mấy tên vô sỉ các ngươi chịu chết đi. Hai mắt độc cô bại thiên đỏ ngầu, hé nụ cười gần như tà ác, giờ cao thanh kiếm to bàn, như hổ vào đàn dê, nơi nào hắn đi qua là quang mang sáng chói không ai chống nổi tiên thiên kiếm cương đào gãy rơi đầy dưới đất tay chân bay loạn không trung máu dài ngập trời xương máu mở mịt mùi tanh nồng khiến người ta muốn thổ hắn tựa hồ phi thường hưởng thụ khoái cảm máu tươi tung tóe này ban đầu còn phát ra tiên thiên kiếm cương giết địch sao cùng thu lẫm luôn chỉ dựa vào tốc độ quỷ mị tàn sát đám đông lưỡi kiếm sắc lạm quét ngang quét dọc vô số thân thể không lành lặn gục ngã sau lưng tạng phủ đủ màu ộc ra mùi tanh khiến ai nấy trực hôn mê máu nhuộm đỏ áo hắn như tu la thần từ địa ngục trở về đáng sợ cực độ hơn trăm cao thủ đối diện với ma vương khát máu dần thấy bất lực vô số đao kiếm gãy vụn trên không từng toán gục xuống vũng máu Được cô bại thiên điên cuồng giết chóc vận chuyển thần hư bộ đến cực hạn lướt đi như quỷ mị thân ảnh qua nơi nào là thi thể ngả rạp thập bộ sát nhất nhân thiên lý bất lưu hành đó là trận đồ sát một phía dưới đất máu chảy thành sông hơi bốc nghi ngút keng tiếng kim loại va chạm khiến độc cô bại thiên điên cuồng tỉnh lại một thanh trường kiếm chặn cây kiếm của hắn lại con quỷ xấu xí này là ai hắn cảm nhận được đối phương đạt tới vương cấp tu vi nhưng lần này chỉ có hai cao thủ đẳng cấp này với bắt hắn người này mặt mũi loang lổ nhìn kỹ là vẽ một con rùa đen cười thảm Người không nhận ra ta là ngươi tu la thiên vương triệu trình hắn nhờ ra địch thủ cũ nghe nói cách đây không lâu bị huyết ma tìm tới không ngờ lại thành thế này cũng là báo ứng. mấy tên vương cấp cao thủ các ngươi đã già, mắt mũi hoa hết. hạ thiên vương tất sát lệnh khắp võ lâm để chứa giát ta. hôm nay ngày chết của người đã tới. được cô bại thiên gầm lên, ma khí tím đen tràn ra. chịu chết đi, hắn thét. tiên thiên kiếm cương hóa thành kinh thiên cự long lao vào vương cấp cao thủ, quang hoa sáng rực khiến tất cả đều phải nhắm mắt. ầm, uhm. trường kiếm trong tay triệu chỉnh nát vụn, toàn thân như bị rút hết sinh mệnh, gục ngay xuống. hắn lại vung kiếm. Triệu Trình bị chém thành 16 khúc, khi mà đế toàn lực ra tay, chưa đầy ba chiêu, nhất đại thiên vương đã mất mạng. Đột nhiên sát khí lờ mờ ập tới, đầu cô bại thiên thi triển thần hư bộ, lách đi trong một phần vạn dây, lách khỏi bóng dáng tử thần. Lại là một vương cấp cao thủ, người này che mặt, mặc hắc y. Tổ chức sát thủ thiên hạ đệ nhị, đầu cô bại thiên lạnh lão hỏi. Đúng vậy, giọng đáp cũng lạnh không kém. Chết đi, đầu cô bại thiên cuồng nộ, mất đi lý trí, ma khí điên cuồng tràn ra, khí thế hơn hẳn lúc đấu với triệu trình mấy phần, sau lưng xuất hiện ma ảnh hùng ác, cương khí vô tận, phong mang sáng rực tụ thành mà sáng trước mặt hắn. Nát, hắn quát vang, vùng hữu quyền lên. Phập quyền cương đánh vỡ trường kiếm, chấn tan tiên thiên kiếm khí và thân thể sát thủ, sát thủ đạt đến vương cấp cảnh giới này bị hắn dùng một quyền đánh gục, không trung động lại hơi máu. Trường sinh cốc như địa ngục tu la trường, chỗ nào cũng là tử thi, máu tươi, đầu cô bại thiên vẫn trù sát không nghỉ. Tiếng kêu thảm, giận dữ, tiếng thét tuyệt vọng. Trường sinh cốc bình tĩnh lại, thân ảnh hắn cao lớn đứng trên vô số tử thi, máu bốc hơi nghi ngút khắp lòng cốc. Bao trùm thiên hạ, suy ngã độc tôn. Trận đó, quân hùng hán đường đế quốc chết sạch 500 người trong trường sinh cốc, máu chảy thành sông. Đầu cô bại thiên đứng trên vô số thi thể, huyết vụ vấn vít trước mặt, từng giọt máu từng mái tóc hắn, tự y phục nhỏ xuống, hắn lạnh tanh, hai mắt trống rỗng, tựa hồ nối liền với hư không vô tận ma ảnh khổng lồ đứng sau lưng hắn ngửa mặt nhìn trời thân tình đầy bi thương nỗi sầu dìu dịu ai oán vô tận như gió thu thê lương phất qua trường sinh cốc hai mắt hắn trống rỗng nhìn vô số thi thể trong vũng máu lẩm bẩm lẽ nào ta thật sự phải đánh bại thiên thiên thật sự không thể bại độc cô bại thiên không có đường lùi chăng sầu thương lan khắp trường sinh cốc gió thổi hiu hắt độc cô bại thiên tựa như tượng đá đứng đó bất động ma ảnh sau lưng nanh ác vô cùng, nhưng cũng buồn đau như hắn. Nhân gian vô địch, sẽ được đến bỉ ngạn, nơi đó còn là vô địch chăng? Hắn nhìn ma ảnh sau lưng, lần bẩm Tướng do tâm sinh, ma do tâm khởi, bản tôn chân ma, chân ma bản tôn. Sau khi đối thị với ma ảnh, hắn như trải qua cả vạn năm, có tiêu tan, có vĩnh hằng. Bi ai ngút trời, cơn giận vô biên, như con sống từ tuyên cổ chảy về, vào lòng hắn, vào cốt tùy hắn ngửa mặt hú vang. Đáng chu sát, thiên, ma ảnh hung ác hóa thành ma khí đen sẫm tiến vào thân thể hắn, khiến hắn mất bản tính. Trường sinh cốc đầy hơi máu, cùng phong ào ào, thi thể đều nổi lên không, ngay cả máu chảy dưới đất cũng chảy ngược. 500 thi thể tan nát nổi lên không một cách quỷ dị, xếp dày đặc trên tầng không trường sinh cốc, do máu xuống dưới khiến cả cốc đều nhuộm đỏ, huyết thủy mạn thiên. Hắn như hóa thành ma quỷ, đến phía trên 500 thi thể, đỉnh đầu hắn đỏ lòng máu, ta phải khiến thầy chất thành núi trường sinh cốc sóng máu ngập trời hắn tuy cắt giọng băng lạnh mà dưỡng ngùn ngụt nhưng khóe mắt chảy xuống mấy giọt lệ hình ảnh khó quên lại xuất hiện trước kẻ mất đi bản tính như hắn thân ảnh tư đồ minh nguyệt mờ mờ phiêu đãng trên tầng không trường sinh cốc lời cũ như vang vọng nếu sau khi hồn thiếp tan còn giữ được một chút linh thức linh thức lạc ấn thiếp sẽ lang thang giữa đất trời đợi chàng nếu chàng lên được thiên đường thiếp sẽ theo chàng nếu chàng ở địa ngục thiếp sẽ ở cạnh chàng thiếp thật lòng yêu chàng bóng hình mờ dần bất lực đau lòng nước mắt hắn nhỏ xuống thầy chưa đủ vạn máu chưa ngập trời chưa đủ chưa đủ hắn điên cuồng gầm lên trường sinh cốc cần ma huyết cần thánh huyết cần cả thiên huyết nổ 500 thi thể nổ tung xương thịt máu me trộn vào nhau ngập trời hắn quát to đừng trách ta tận diệt linh thức các người phải trách không hiểu điều thiện ác, không biết lượng sức, tụ. Máu thịt của 500 người sáng lên mờ mờ, sinh mệnh chi năng như thủy chiều ngưng tụ trên tầng không trường sinh cốc, sau cùng huyết nhục hóa thành cát bụi, còn sinh mệnh chi năng ngưng tụ thành giải năng lượng kinh nhân. Tòa hồn đại trận mở, giải năng lượng hóa thành quang mang nhu hòa khuếch tán vào trong cốc, trường sinh cốc sáng lên, mặt đất tựa hồ hưởng ứng, cũng phát ra quang mang, hai giải sáng dần hình thành trên không, nhìn kỹ mới thấy là hai chữ theo cổ thể từ xa xưa tỏa hồn. Chừng nửa khắc sau, quang hoa tắt hết, tan biến trong trường sinh cốc. Độc cô bại thiên từ trên không đáp xuống, thất thần một lúc, hình ảnh không liền mạch lúc nãy lóe lên trong óc, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đầy kiên định. Đã không thể lùi thì ta cứ tiến lên, mà hành thiên hạ. Hắn cầm kiếm đi ra ngoài cốc. Hắn đi được chừng nửa thời thần, và thân ảnh như điện quang lao vào, gió khẽ phất là ba người đã xuất hiện trong cốc. Dâu tóc ba người đều trắng xóa, y phục trắng ngần không nhiễm bụi trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhìn xương thịt tan nát khắp nơi họ đều biến sắc một người nói công lực cao thâm thủ đoạn độc ác hắn đã tiến vào đế cảnh chúng ta không ra tay thiên hạ không ai chế ngự nổi nữa một người khác lên tiếng ôi đến chậm một bước bằng không đâu đến nỗi thảm thế này người thứ ba nói tốt nhất là khuyên hắn bức hắn vào tuyệt lộ chỉ e kết quả lưỡng bại câu thương hắn giết nhiều người như vậy còn tha thứ được ư Chúng ta tha hắn thì người thiên hạ cùng các cái cảnh cao thủ khác có tha không? Giờ cũng thấy được ma tức khủng mạnh của hắn, đang dần đạt lên đỉnh cao ma đạo, không thể quay lại nữa. Đúng, chúng ta tuy tiết tài nhưng không thể để hắn tiếp tục phát triển. Trường Sinh cốc phất gió, ba người lại biến mất. Trong tiết trời đầy tuyết, con đường dẫn đến Trường Sinh cốc vẫn náo nhiệt, võ lâm đổ xô tới. Lúc họ vào cốc liền như thấy quỷ, vội vàng trở ra, khắp nơi toàn thi thể nát vụn, mùi tanh lợm khiến họ tan gan vỡ mật chạy mất. Trận đại chiến trường sinh gốc trấn kinh võ lâm, năm trao cao thủ hán đường đế quốc tham chiến đều mất mạng, kể cả thiên vương cao thủ tu la thiên vương triệu trình cùng mấy chục cao thủ thứ vương cấp, đương nhiên không ai biết đến sát thủ thiên vương cấp. Tin tức này như thùng thuốc súng được châm ngòi, lan khắp mỗi ngóc ngách thiên vũ đại lục, ai nấy đều tin đồ cô bại thiên thành đế, mà đế xuất thế tất thảy kinh hãi. Trước có nội đế, huyết đế đại loạn võ lâm, giờ bất tử ma đế hoành không xuất thế, ma đế còn tàn bạo hơn hai người trước, loạn động sắp quét qua võ lâm cao thủ từng tham gia vây bắt hắn đều hoảng sợ tìm đường trốn tránh giới sát thủ càng tệ con dê báo được treo lên đầu thích sát bảng suốt ba tháng chỉ trong một đêm biến thành củ khoai bỏng tay nhìn thấy món tiền ngàn vạn lạng họ định đồng ý rồi lại rút lui cứ do do dự dựng mãi tình thế võ lâm đổi hẳn ba tháng trước ai nấy hô hào đi vây bắt độc cô bại thiên giờ họ từ thợ săn biến thành mồi săn những ai chứ sát bớt tử ma đế đều run rẩy nếu một đế cảnh cao thủ nhìn tới coi như ngày chết đã định những đại gia tộc đại thế lực có ảnh hưởng thay nhau xuất động lại thành lập những nhóm trừ ma nhưng tiếng sấm lớn mà mưa nhỏ số người hưởng ứng kém xa trước các trưởng lão thở dài con người mà hiện thực lắm có những thanh niên xung động đến báo danh còn lớn tiếng trừ ma vệ đạo ai cũng có trách nhiệm ta muốn lấy mạng ác mà đó tiếc rằng chưa nói xong đã bị trưởng bối trong nhà sách cai loi về ngũ đại thánh địa giữ im lặng không hề phản ứng mọi người nhi nhau bàn luận không biết rằng ngũ đại thánh địa đã bí mật xuất động đế cảnh cao thủ hạ sơn nếu gặp đầu cô bại thiên sẽ nổ ra đế cảnh đại chiến tinh thiên động địa võ lâm nổi sóng ngầm thời đại loạn động đang đến chắc chắc sẽ có nhiều kẻ bị lãng quên nhiều kẻ danh động thiên hạ